Hello anh em. Thì bây giờ anh quay clip này với lý do là đi lấy xe cho anh em mà. Thì đang có một cái anh ở dưới Biên Hòa Đồng Nai, một cái con R15V3 220 cực kỳ mới luôn, con xe nó được gọi là xe mới luôn ấy. Anh mua xong anh chạy không có được nên anh phải bán, nhưng mà mình nếu như mà mình đi trễ á là mình sẽ không có mua được xe nha anh em. Tại vì con đó luôn, ảnh nói là ảnh vừa mua ra biển là 85.500.000, xe mới đời 2020, nhưng bây giờ anh muốn bán cho mình với giá 67 triệu. Nên bây giờ mình xách xe từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Biên Hòa để mua xe cho anh em nè. Giờ này là 9 giờ, đáng lẽ là mình ngủ ấy, chuẩn bị tắm rửa ngủ mới làm về, nhưng mà phải cố gắng gì rồi đam mê cho anh em chơi xe. Anh em thấy tôi ốm không? Ốm nhách luôn á. Đó, anh em mua xe là phải bồi bổ sữa cho tôi để tôi có sức tôi tìm những con xe mới, chứ bây giờ là đuối lắm rồi, thực sự là đuối lắm luôn á. Đó. Cực kỳ đuối. Thì bây giờ mình phải xuống lấy nhanh xe luôn. Thì anh em nào nhanh tay thì hốt con này nha. Chỉ có 6 7 triệu luôn, xe mới toàn bộ, chắc không một vết chạy luôn. Bây giờ mình đi để mình quay cho anh em thấy thực tế luôn. Anh em ở Đồng Nai, Biên Hòa thì dứt con này liền nha. Xe nè, thì xe mới trang ha, xe mới có 1.000 km thôi đó, xe mới có 1.000 km, nói chung là trang á, nói chung là mới lắm á. Bây giờ mình quay vòng cho anh em nha. Thì đang làm giá anh em, thì có thể là con này chỉ có 66.500.000 đồng. 66.500.000 đồng biển số nữa nè, để mình quay bản số cho anh em xem ha. Đây bản số của nó là 60C275336 đó. Thì anh em mua con này thì rất tiết kiệm ha. Đó, mới toàn bộ, nói chung là mọi thứ đều mới. Anh em coi quay cho anh em xem nè. Mình để chở khác, chở xíu là sẽ có người múc. Thì anh em ở Biên Hòa mua con này rất là lợi ha. Thì ở thành phố Hồ Chí Minh là cũng có thể rút gốc cho anh em luôn. Rồi chủ xe là đi rút gốc cho anh em, rồi anh em về đóng thuế thôi. Rất là rẻ. Sang tên ủy quyền rồi, ok. Mới luôn anh em. Cách nào bình xăng nè anh em nhìn nè. Thấy chưa? Chìa khóa nè, hai chìa khóa luôn. Đây, chìa khóa. Nè. Chìa khóa can xà beng luôn. Xe mới mà còn nó đó, thì ok đó, quay cho anh em xem. Nhanh tay đi anh em Biên Hòa đâu, cọp mới luôn đó, 220, một con xe đời 220 đó, thấy chưa đó. Qua đây nhìn cái đầu nè, đó, thơm chưa đó. Trong đêm thôi mà lấp lánh theo đó, mọi người thấy lấp lánh không? Kiểm tra rất là kỹ rồi, kiểm tra cực kỳ kỹ luôn. Mọi thứ là xe mới, 100% là mới. Cái này bát biển số Indo nè, xe nhập sẽ có cái này. Kính là không có một vết chạy luôn. Chỗ này là bụi nè. Bụi á, má bụi quá. Đó, coi đi anh em. Đó. Đã điều được giá nha. 66.500.000 đồng, rất là mệt. Một con xe mới 220 mà chỉ có 66.500.000. Tôi hy sinh tặng cho anh em một cái nón bảo hiểm 1 triệu đồng nữa. Đấy. Y này đảm bảo chưa có ngồi nhiều thì đương nhiên mới có 1.000 cây à. Đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chở xe này về showroom nha. Anh em mua xe thì liên hệ cho mình 0916640653. Ok. Đó, bây giờ mình sẽ bắt em nó về Sài Gòn. Anh em coi dòng nữa nha, soi mình soi hết rồi. Soi rất là kỹ rồi đó. Thấy chưa? Nè. Đó.
tại vì mua xe mới mua con này không ngon á. À, anh em ở Biên Hòa Đồng Nai thì còn ok hơn nữa. Bảng số bánh mới toàn bộ rồi. Đấy. Rồi vậy nha, xong rồi nha, tại vì đêm quá để cho nhà người ta ngủ nữa. Rồi bye bye, giờ nằm ngủ xíu rồi về mệt lắm rồi. À, đường đi lấy xe cho anh em cực quá. Giờ mình qua luôn ông anh, mình lấy luôn cái con su này còn ngon hơn nữa anh em. Sẵn đường á, mình lấy luôn con su này GX 150 bản R á, hồ sơ ra hết luôn, có nghĩa là hồ sơ gốc có hết luôn, anh em mua về chỉ việc ra tên mình thôi, hiểu không? Là xe này đang có hồ sơ gốc luôn, là chưa có bản số luôn nha anh em. Là về anh em đóng thuế chỗ cửa em á. À, rồi là về anh em đóng thuế xong rồi ra biển của mình, rồi xong vậy hết. Để chút mình quay cho anh em xem, đi lấy xong rồi mình quay cho anh em xem. Ơi, đầu tóc bù xù luôn á anh em. Đây. Đó, thấy chưa? Đây mình đã lấy xe về rồi nè. Đây. R15. Hồi nãy á, đi qua nhà ông anh lấy cái con GX mà bà nội nó bấm nút quay nó không quay, kiếp nữa kiểm tra nó không có còn quay. Bây giờ thôi bấm quay cho anh em nè. Con GX cực đẹp luôn anh em. GX quá đẹp, nói chung là mới can luôn, nói chung là nó không có cái gì mà để chê hết. Biển số á, thì có nút gốc rồi, là về anh em chỉ còn ra biển số cho mình là được. Đó, con GX nè, GX là ông để cho mình là 49 triệu thôi, 49 triệu GX đời 2019 cực đẹp luôn. Đó anh em coi nha, giờ mình buồn ngủ quá mình phải đi ngủ thôi. GX nè, không có chày chụa gì luôn á, nói chung là chày nhẹ thôi, nói chung là can lắm, nhìn ở ngoài rất là gan, rất là đã. Nè, có cái vỏ nè. Trời ơi, nhìn làm ghiêng liền. Đó, GX chỉ có 49 triệu thôi. Ông kêu 49 triệu bán cho mọi người 50 triệu có kiếm triệu, nhưng mà thôi khỏi. 49 triệu mình bán cho mọi người 49 triệu luôn. Rồi có gì mình tặng cho anh em nấu bảo hiểm như cái con R15 luôn. Đó, GX 49 triệu anh em mua thì cọc nha. Còn R15 biển số ở Đồng Nai là 66.500.000 đồng, đúng luôn, ổng không bớt nữa. Cái người chủ xe này không bớt nữa, xe này thì có chủ xe rồi. Bộ xe này là của một người ông anh mình, ổng mua lại á, nhưng mà bây giờ ổng rút gốc rồi mà ổng chưa có ra biển số. Đó, hai con đó anh em, đó chọn lựa đi, về cho anh em chọn lựa luôn đó, quá là tuyệt vời, quá là đã đó. Thấy chưa, quá là phê luôn. Đó rồi, vậy nha, anh em nào mua trước là sẽ có trước. Đó, quá đẹp, quá đã anh em. Corona bịt khẩu trang thôi đủ rồi đó anh em, bye bye anh em nha. Anh em muốn mình đang chờ ai là người sẽ sở hữu hai con xe này nha, ai là người sẽ được nhận những món quà tặng của Minh Biker. Rồi thôi bây giờ về ngủ một giấc thôi. Bây giờ là bao nhiêu giờ rồi? Bây giờ là 12 giờ, ngoài đường trống trơn. Đó, ngoài đường trống trơn không có một ai luôn nè. Đó, trống trơn không có ai luôn. Rồi, thôi. Về ngủ thôi. Về ngủ thôi. Bye bye. Đó anh em thấy chưa? Xa là hai con xe. Ai là chủ xe của hai con xe này đây? Mình rất là hóng và mình vẫn muốn quay clip với lại những chủ xe tương lai, những tay nài tương lai.